Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, hơn 4 năm trước, U23 Việt Nam tham dự giải châu Á trong thế bị coi là đội lót đường. Nhưng các học trò của huấn luyện viên Park Hang Seo đã mở đường cho những vinh quang sau đó. Những quang hải, xuân trường, công phượng, văn thanh hay văn hậu đã biến những đội bóng được xem là ông lớn ở châu Á như Australia, Iraq hay Qatar trở thành bại tướng. Dù rằng thua Uzbekistan ở trong trận chung kết năm đó, nhưng thế hệ cầu thủ U23 đã đưa bóng đá Việt Nam bước ra ánh sáng với tinh thần chiến đấu quả cảm, không ngán ngại bất cứ đối thủ nào. Nhắc lại chuyện năm xưa để thấy rằng, lứa cầu thủ trong tay huấn luyện viên Gong Oh hiện tại cũng như là đàn anh trước đó rất khát khao thể hiện bản thân, luôn cháy hết mình mỗi khi họ ra sân. Không có cá nhân nổi bật như là thế hệ năm 2018, nhưng lứa U23 hiện tại là một tập thể đồng đều, thi đấu sông sáo và quan trọng là biết chớp thời cơ ghi bàn ở mọi vị trí. Qua ba trận đấu ở vòng bảng, U23 Việt Nam đã ghi được 5 bàn thắng với 5 cầu thủ lập công khác nhau. Trong đó, ngoại trừ quả 11m của Việt Anh, thì 4 bàn còn lại đều là những pha dàn xếp và phối hợp đẹp mắt. Các cầu thủ dù được đá chính hay là vào sân từ ghế dự bị đều thể hiện tinh thần quyết tâm rất cao, tự tin vào khả năng của mình. Đó là điều cần thiết cho các cầu thủ khi mà đối đầu với đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn. U23 Việt Nam từng đoạt ngôi á quân vào năm 2018. Trong khi U23 Ả Rập Xê Út có hai lần về nhì ở giải đấu này vào các năm 2013 và 2020. Tuy chưa từng được chạm trán với nhau trước đây, nhưng những chú chim ưng xanh được nhận định là có trình độ chuyên môn, đẳng cấp và chất lượng đội hình nhỉnh hơn so với những chiến binh sao vàng. Được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Saad Seri, Ả Rập Xê Út là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Á, thậm chí là giới chuyên môn còn đánh giá đây là một đội bóng mạnh toàn diện từ công đến thủ. Ở tại vòng bảng, đội bóng này có 2 trận thắng, 1 trận hòa, ghi được 7 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. U23 Ả Rập Xê Út đã thể hiện một lối chơi bóng rất hiện đại, đa dạng với nhiều phương án tấn công từ đánh biên cho tới trung lộ đều rất tốt. Về lực lượng thì U23 Ả Rập Xê Út cũng rất đồng đều ở cả 3 tuyến với những cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật, có thể chơi ban bật tốt và cũng có thể xử lý cá nhân cực hay. Thủ môn Nawaz Alaqidi cũng đã thể hiện khả năng phản xạ cực tốt và không ngần ngại đối mặt với tiền đạo đối phương. Ở trên hàng công, bộ ba Ayman Iahia, Saoud Abdulramid và Abdullah là rất nguy hiểm với khả năng đột phá kỹ thuật, phối hợp nhuần nhuyễn và dứt điểm cực tốt. Tuy nhiên, U23 Ả Rập Xê Út sẽ không có được sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Saoud Abdulramid do đã nhận đủ hai thẻ vàng ở vòng bảng. Đây là một thiệt thòi không hề nhỏ bởi Saoud Abdulrahim đã thể hiện được phong độ ấn tượng giúp cho hàng thủ của U23 Ả Rập Xê Út vững chắc. Huấn luyện viên Saad Alseri xây dựng hàng thủ U23 Ả Rập Xê Út dựa trên khả năng đánh chặn từ xa của các tiền vệ. Chiến lược gia này thường xuyên bố trí đội hình 4-2-3-1, trong đó thì hai tiền vệ Ibrahim và Hamed Algardi thường chơi rất thấp. Điều này tạo ra sự cân bằng ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự của họ. U23 Ả Rập Xê Út chơi bóng khá kỷ luật và ít chất ngẫu hứng giúp cho hàng thủ của họ chơi tập trung và rất ít khi mắc sai lầm. Phòng thủ tốt, lối chơi tấn công của U23 Ả Rập Xê Út cũng khá hay và đa dạng. Trong cả 3 trận ở vòng bảng, Ả Rập Xê Út đã ghi đến 7 bàn và là đội duy nhất giữ sạch mảnh lưới của mình, có trận thì họ kiểm soát bóng lên đến 70%. Tất cả những bàn thắng của Ả Rập Xê Út ở vòng bảng đều được ghi trong vòng 16m50 của đối thủ và điều đó cho thấy rằng các học trò của huấn luyện viên Saad Ansari tiếp cận rất tốt vòng cấm của đối phương. Lối chơi của U23 Ả Rập Xích út đề cao sự chắc chắn nhưng cũng không thiếu đi những khoảnh khắc bùng nổ nhờ khả năng tạo đột biến của hàng công. Đội bóng Tây Á này có những tiền vệ, tiền đạo giàu kỹ thuật và đó là mối đe dọa rất lớn với hàng thủ của U23 Việt Nam trong các tình huống 1 đối 1. Ở vòng bảng, các đối thủ của chim ưng xanh đã phải nhận hai thẻ đỏ, bị thổi phạt hai quả phạt đền khi mà gặp đội bóng này. U23 Nhật Bản và UAE đã phải chơi ở thế thiếu người sau tấm thẻ đỏ. Còn U23 UAE và U23 Tajikistan thì bị thổi 11 mét trong các cuộc so tài với U23 Ả Rập Xê Út. Không chỉ phô diễn lối chơi kỹ thuật lắt léo ở đoạn ngắn khiến cho đối thủ phải phạm lỗi, các cầu thủ U23 Ả Rập Xê Út còn rất khôn khéo ở những tình huống gai cầu thủ đối phương nhận thẻ phạt. Ruộng chân cực nhanh của các mũi tấn công như là Aiman hay là Hamed Angamdi là mối đe dọa với các đối thủ mỗi khi mà quyết định chuyền bóng để cản phá. Thống kê cho thấy sau 3 trận U23 Ả Rập Xê Út đã khiến cho đối thủ phải tắc bóng tổng cộng là 67 lần, tức là trung bình là 22 lần mỗi trận. Những cú tắc bóng ấy luôn đi kèm với nguy cơ bị thẻ phạt nếu như cầu thủ thực hiện không tỉnh táo. Trước cuộc đối đầu này, huấn luyện viên Gong Okyun đã trực tiếp theo dõi trận đấu giữa U23 Ả Rập Xê Út và U23 UAE và chắc chắn là vị chiến lược gia trẻ tuổi này sẽ tính toán những phương án chiến thuật hợp lý giúp cho U23 Việt Nam tiếp tục tạo nên địa chấn. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, vị thuyền trưởng của U23 Việt Nam cũng đã khẳng định điều này. Trong khi đó thì chiến lược gia Saad Anseri cũng đã chia sẻ rằng chúng tôi sẽ thích ứng với chiến thuật của U23 Việt Nam. Những phát biểu đó cho thấy cả U23 Việt Nam lẫn Ả Rập Xê Út đều đã chuẩn bị thêm phương án cho trận tứ kết. Song dù hai đội có vận hành chiến thuật như thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn phải dựa vào những mảng miếng tấn công sở trường. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Ả Rập Xê Út ghi được 7 bàn, 6 trong số đó xuất phát từ những pha dàn xếp tấn công biên. Cánh trái chính là điểm phát hỏa nguy hiểm của đội bóng Tây Á với 4 tình huống dẫn đến bàn thắng. U23 Ả Rập Xê Út thường xuyên tung ra những đường truyền đảo cánh để tận dụng tốc độ và kỹ thuật của những nhân tố như là Aiman hay là Haitham Asiri. Đây là những cầu thủ có khả năng hoạt động rộng, di chuyển linh hoạt, sẵn sàng hoán đổi vị trí để gây bất ngờ và trừng phạt đối phương. Aiman Iahia đã có 2 lần lập công ở giải này. Còn Asiri thì cũng đã từng ghi tên mình lên bảng tỷ số ở trận đấu tại vòng bảng. Cả hai cầu thủ này đều đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia và rõ ràng họ là những nhân tố mà U23 Việt Nam cần phải dè chừng. Ngoài ra thì U23 Ả Rập Xê Út còn sở hữu hai hậu vệ cánh rất giỏi tấn công là Hamad Al Yami và Saad Aslam. Trong đó thì Hamad Yami đã ghi một bàn thắng. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cũng đánh giá rất cao lối chơi tấn công của Ả Rập Xê Út khi trả lời trước báo giới rằng tôi đã xem qua video về các cầu thủ U23 Ả Rập Xê Út, tôi thấy họ nhanh và rất khéo. Tôi nghĩ là U23 Việt Nam phải chơi cố gắng cùng nhau, bóc lót để cắt những đường chọc khe và đua tốc độ của đối thủ. Phía bên kia chiến tuyến, điểm mạnh tấn công biên của U23 Việt Nam còn được thể hiện rõ ràng hơn. Cả năm bàn thắng của U23 Việt Nam cho đến lúc này đều được ghi từ những pha dàn xếp từ bên phía cánh trái, nơi có sự góp mặt của Phan Tuấn Tài. Hậu vệ trái của U23 Việt Nam đang thăng hoa ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 với một bàn thắng, hai kiến tạo và bốn đường truyền tạo cơ hội. Khả năng tạt bóng của Tuấn Tài giúp cho U23 Việt Nam trở nên nguy hiểm và khó lường hơn. Thậm chí hai hậu vệ cánh là Tuấn Tài và Tiến Long cũng nhiều lần tìm thấy nhau. Một trong số đó đã trở thành bàn thắng vào lưới của U23 Hàn Quốc. Cả U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út đều đã cho thấy khả năng tấn công biên rất hiệu quả. Vì thế không có lý do gì để họ thay đổi mảng miếng chiến thuật ở trận tứ kết này. Dưới bàn tay của huấn luyện viên Gong Kyun, U23 Việt Nam đã có khá nhiều phát kiến táo bạo. Tiến Long vốn quen thuộc trong sơ đồ ba trung vệ, nay lại được sử dụng hiệu quả với vai trò một cầu thủ chạy cánh. Trung vệ Lương Duy Cương được đẩy lên chơi như là một máy quét ở hàng tiền vệ, Thanh nhân vốn là hậu vệ được xếp đá ở bên tiền vệ cánh trái và đã phát huy được khả năng tạt bóng tuyệt vời trong trận thắng Malaysia. Trong cuộc đối đầu với đội bóng áo vàng đen đó thì cầu thủ chạy cánh của Hoàng Anh Gia Lai đã có cú tạt bóng như đặt để nhâm Mạnh Dũng đánh đầu mở tỷ số. Đến hiệp 2 thì anh có thêm một đường căng ngang nguy hiểm để cho Nguyễn Văn Tùng đệm bóng trúng cột. Ngoài ra, thanh nhân còn có nhiều tình huống leo biên trái rất tốc độ. Trong một số pha bóng, hậu vệ U23 Malaysia đã buộc phải phạm lỗi để có thể ngăn cản nhà vô địch U23 Đông Nam Á này. Màn trình diễn của thanh nhân trong cuộc đối đầu với U23 Malaysia cũng là một trong những cơ sở để có thể tin vào việc anh được trao cơ hội ở trận gặp Ả Rập Xê Út. Trong bối cảnh Levando chưa thể hiện được nhiều ở vai trò một tiền vệ cánh, thanh nhân hoàn toàn đủ sức thay thế và thậm chí có thể làm tốt hơn. Không chỉ vậy, huấn luyện viên Gong Kyun còn có nhiều tín hiệu tích cực khác. Bên cạnh Nguyễn Thanh Nhân, Cả Trần Văn Công, Dũng Quang Nho, Huỳnh Công Đến và Nguyễn Hai Long đều gây ấn tượng. Họ sẵn sàng cạnh tranh vị trí với những cái tên như Lương Duy Cương, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Lê Văn Đô hay là đội phó Lý Công Hoàng Anh. Ngoài những ý tưởng táo bạo về nhân sự, huấn luyện viên Gong Oh Kyun còn cho thấy sự ứng biến linh hoạt trong thay đổi đội hình cũng như là chiến thuật. Việc kết thúc vòng bảng sớm hơn đối thủ một ngày cho nên đội tuyển U23 Việt Nam có chút lợi thế về thời gian nghỉ ngơi cũng như là có thêm phương án chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu quan trọng này. Ở trận đấu này thì ngoại trừ thủ môn Văn Toản vẫn đang điều trị chấn thương ở bàn tay thì huấn luyện viên Gong Okyun đã có trong tay lực lượng tốt nhất, trong đó có sự trở lại của Trần Danh Trung. Chân sút này đã từng bị đau cổ chân ở trận gặp U23 Thái Lan và đã bỏ lỡ hai trận đấu kế tiếp tại vòng bảng của U23 Việt Nam. So với các trận đấu ở tại vòng bảng, trận đấu ở vòng tứ kết gặp U23 Ả Rập Xê Út, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu ở khung giờ muộn hơn, tức là lúc 21 giờ địa phương còn giờ Việt Nam là 23 giờ trên sân vận động Locomotive ở Tashkent. Những cuộc tranh tài ở giải trẻ luôn ẩn chứa những bất ngờ thú vị. Vì vậy với sự chuẩn bị tốt cùng với sự tự tin, U23 Việt Nam được kỳ vọng là sẽ tạo nên cơn địa chấn khi gặp U23 Ả Rập Xê Út. U23 Ả Rập Xê Út cũng chờ đợi hai viện binh từ đội tuyển quốc gia, đó là tiền đạo Firat Anburaykan và trung vệ Hassan Tambati. Họ đều được đá chính ở trong trận giao hữu giữa tuyển Ả Rập Xê Út và Colombia Đến trận thua 0-1 trước Venezuela thì chỉ có Firat thi đấu, Hassan dự bị và không được sử dụng. Bộ đôi này chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng với U23 Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên thầy trò huấn luyện viên Gong Okiun cũng không thể xem thường họ bởi cả hai đều giàu kinh nghiệm thi đấu và đang có thể trạng sung mãn. Một lợi thế nho nhỏ của U23 Việt Nam đó là Ả Rập Xê Út không có hai nhân tố quan trọng là đội trưởng Abdul Ramid và tiền vệ Ibrahim Masani. Họ bị treo giò một trận do đã nhận đủ hai thẻ vàng. U23 Việt Nam cũng có điểm tựa tinh thần. Ở hai vòng chung kết U23 châu Á gần nhất, chúng ta đều bất bại khi đối đầu với các đội bóng Tây Á. Hơn nữa, ở trận đấu tối nay, Việt Anh và các đồng đội lại được tranh tài trên sân vận động Lokomotiv ở Tashkent sau khi đã giành được hai kết quả ấn tượng ở tại đây trước Hàn Quốc và Malaysia. Rất nhiều thách thức đang chờ U23 Việt Nam, nhưng người hâm mộ có cơ sở tin rằng với những dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên Gong Go Kyun đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng, sẽ giúp cho U23 Việt Nam lọt vào bán kết của giải U23 châu Á 2022 sau khi vượt qua U23 Ả Rập Xê Út. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này, dùng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.